Cô xin chào các em. Ở cái video này á thì cô sẽ cho các em thấy một số cái tác phẩm nghệ thuật mà các em đã gửi cho cô ha. Và cô sẽ hướng dẫn cho các em, tại vì cô nghĩ rằng vẽ đồ thị là dễ, cho nên là trong một số cái đề thi tuyển sinh là cô không có vẽ. Nhưng mà khi mà các em nộp bài cho cô chấm lâu nay á thì cô thấy có những cái lỗi sai lặp đi lặp lại như thế này, cho nên hôm nay cô làm một cái video nhỏ ha, chừng vài phút, để lưu ý với các em là vì các em gần thi rồi, cho nên những cái lỗi sai này không có được để bị trừ điểm nha. Và cô sẽ hướng dẫn cho các em vẽ như thế nào cho nó đẹp nữa. Rồi, đầu tiên nhé, cái đồ thị đầu tiên các em thấy sai gì không? Một cái đồ thị parabol thì một là nó đi lên, hai là nó đi xuống thôi. Bạn vẽ tới hai cái úp như thế này đây, hai cái đối đỉnh luôn, em thấy không? Như vậy thì sai đúng không? Người ta gạch luôn, không có điểm. Cái đồ thị như thế này một điểm em. Cái tác phẩm thứ hai đây, tác phẩm thứ hai cái gì chỗ này đây đó, rồi còn nhọn nữa, nhọn như thế này là không được em, nó là một phải là một cái đường cong các em nha. Đó, nếu như mà nó nhọn quá thì mình cũng có thể là cong một tí xíu chứ không thể là nhọn như thế này được. Rồi tô màu đậm ở chỗ này mình phải tẩy bớt, phải gom bớt các em nha. Rồi đây, đồ thị nó phải đi mượt mà chứ không thể nó đang phình ra đây cái rồi teo lại chỗ này đó, được chưa? Và cái này thiếu cái gì biết không? Thiếu tên đồ thị. Thiếu tên đồ thị cũng bị trừ 0,25 điểm. Mình phải ghi y bằng cái gì vô đây. Đó. Rồi. Rồi trụ x đồ y đầy đủ nha. Bài thứ 3. Bài thứ 3 đây. Bài thứ 3 thì cũng cái lỗi sai đó, cũng lệch qua một bên mà còn nhọn nữa. Đúng không? Thấy bài các bạn gửi cho cô không? Và cái điểm này nè em, nó phải liên tục, nó phải đi như thế này nè, chứ không có được quẹo qua như thế này nha. Không có được quẹo, đang đi lên cái quẹo, đồ thị nó phải đi như thế này nè. Đó, nó thật là đi lên hoài, chứ không có được quẹo qua hai bên như thế này. Nè, không có rẽ ngã nào nhé, đi thẳng lên lớp 10 luôn, không có rẽ đường nào nhé. Rồi, tiếp theo nha. Ở đây, rồi bạn ghi tên đường thẳng, tên đồ thị đầy đủ. Rồi, và trong đề thi các em tránh cái trường hợp mà các em gạch nhiều đường như này nè, đúng không? Đó. Mình phải canh cho cẩn thận, hoặc là các em vẽ bút chì, xong đó các em vẽ lại đúng rồi, các em vẽ lại bút mực, rồi các em tẩy gom cái bút chì đó đi, đó không? Còn lại cái bút bi thôi, đó, các em gom được mà. Vẽ bút chì lượt lượt, nó đúng rồi mình kẻ lại bằng bút cho nó đẹp. Nên là bị như thế này trừ điểm vô ích lắm em ha. Rồi, tiếp theo nhé. Đây, bạn đang đi lên ngon lành như thế này, bạn lại chỉ ra như thế này. Đó, thấy chưa? Chỉ ra như thế này. Đó. Mình phải đi thẳng lên chứ, đi vậy nè, đó. Mình phải vẽ như vậy, hoặc là mình vẽ một chút như này lên thôi. Tại sao phải chỉ ra như thế này? Rồi, tên đường thẳng đầy đủ. Ok, tiếp theo. Đây, tới số 24 lận em. Đó, như vậy là số quá lớn. Số quá lớn, bài này là đề thi số 7 ngày hôm nay của chúng ta nè. Đó, thì đề này thì chừng số 6 là lớn nhất, rồi bạn vẽ đến số 24. Như vậy nội cái em ngồi, các em điền 0, 2, 4, 6, 8, 12, các em ngồi các em đếm là mất hết 10 phút rồi. 10 phút đó chúng ta làm được rất là nhiều chuyện. Cho nên các em phải lưu tâm cái này nha. Thấy chưa? Rồi, cái parabol nó điền nơi, cái đường thẳng nó điền nơi, nó không có phù hợp. Tức là người ta không có chấm các em là vẽ như thế này thì sai. Nhưng mà mình làm như thế này thì nó mất thời gian của mình ngồi mình đếm rồi mình vẽ rồi. Đúng không? Đấy, tiếp. Đây, cái bài này thì có chấm hôm trước rồi. Vẽ tới đây thôi, dừng lại, không vẽ nữa. Đó, bạn vẽ tới đây thôi, bạn không vẽ nữa. Như vậy thì các em phải để có đổi cái bút này nè. Vẽ tới đây, không vẽ nữa. Các em phải vẽ lên đây nè. Đó, phải vẽ lên nhá. Vẽ lên. Còn cái đường thẳng của em nó ở đây đúng không? Thì em phải vẽ hết cái đường thẳng này đi qua đây cho nó cắt cái parabol chứ. Người ta nói cắt parabol tại hai điểm mà các em vẽ nó không cắt gì trơn. Đó, bạn vẽ là không hề cắt nhá, tại vì cô sửa cái hình này rồi. Bạn vẽ là cái đường thẳng của bạn tới đây thôi. Cái này bạn không có vẽ lên. Đây là lỗi sai của rất là nhiều em nha. Tại vì các em không có nộp bài cho cô chấm, cho nên là cái không có được sửa như vậy thôi. Chứ thực ra các em mà nộp bài cũng lòi ra lỗi này lỗi kia. Rồi gì nữa? Không ghi tên đường thẳng, thấy không? Hả? Trong cái bài á, trong bài em điểm đó người ta trừ điểm các em. Với lại á, khi mà từ trừ 2 đến 4 thì các em phải chấm rồi đi qua đây, cái điểm này gặp nhau tại đây, chứ không phải các em cứ vẽ không mà các em không ghi chú vào trong đây, được không nào? Rồi,
Đây, một cái đồ thị nữa. Đây, đồ thị này rất là đẹp đúng không? Hả, đồ thị này của bạn Mai Phương á. Bạn Mai Phương là bạn thi được điểm rất là cao mà bạn cũng là chữ của bạn rất là đẹp nữa. Cho nên cô rất là ấn tượng đối với bài của bạn. Thì cái bài này này bạn quên ghi tên của đồ thị, tức là bạn ghi B và D thì cũng được, nhưng mình nên cẩn thận B y bằng luôn các em nha. Rồi. Thêm một cái nữa. Đây cũng thiếu tên, thấy không? Rồi vẽ cũng không có đẹp lắm, các em phải vẽ cho nó đẹp, nó trơn tru một tí xíu nhé. Rồi. Còn nữa hôm nay. Đây, đồ thị này cũng là siêu phẩm luôn. Không biết các bạn nào của bạn nào nhỉ? Bạn vẽ nè. Đi lên. Đó, đi lên, đi lên, đi lên, đi lên. Giống như là một cái tam giác luôn em. Nó không có một cái độ cong nào hết luôn em. Đúng không? Nó không có một cái độ cong nào hết các bạn. Bạn vẽ vậy nè. Đó. Thấy chưa? Thiếu tên đường thẳng. Đúng không? Rồi. Đó, như vậy thì cô điểm cho các em một số cái bài như vậy. Và cô sẽ lấy cái bảng giá trị này ha. Rồi cô vẽ cho các em vẽ trên giấy. Tại vì trên iPad thì khó vẽ. Cho nên cô sẽ vẽ trên giấy cho các em nha. Rồi để cô ghi cái điểm ra xong rồi cô sẽ vẽ lên cho em. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào vẽ cái parabol này các em nhé. Chúng ta sẽ vẽ cái đồ thị này gồm có hai đồ thị là một cái parabol và một cái đường thẳng bằng thước parabol nhé. Thì ở đây cô đã lấy một cái đề thi ở trong cái đề số 6 của mình. Cô lấy một cái bảng giá trị trong đề số 6 tại vì ở đây cô chỉ hướng dẫn cho các em vẽ thôi. Còn các em muốn vẽ như thế nào, tức là lập cái bảng giá trị như thế nào thì chúng ta sẽ xem cái video về phương pháp vẽ đồ thị nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào vẽ cái đồ thị các em nha. Thì ở đây cô đã vẽ sẵn cho các em, nhưng mà cô sẽ hướng dẫn cho các em chia như thế nào. Ở đây chúng ta có một cái đồ thị parabol trước nha. Cô cắt ra cho các em dễ nhìn. Đồ thị parabol thì x bằng 0, y bằng 0, x bằng 1 thì y bằng 1, x bằng 2, vô đây bình phương là 4. Và bên đây thì đối xứng qua. Như vậy giá trị lớn nhất của y ở đây là 4. Cho nên cô sẽ vẽ là cô để cái thước như thế này nè em. Được chưa? Cô để cái thước như thế này. Đầu tiên trong giấy thi của em sẽ có hàng ngang, các em sẽ vẽ hàng ngang trước. Nhưng mà ở đây x giá trị lớn nhất của em là bằng 2 thôi. Cho nên em sẽ vẽ 1, 2 ô. Nhưng mà các em vẽ dài để điền x, được không? Như vậy là mỗi bên các em làm 3, 3 ô, được nhá. Tiếp theo, ở sau rồi các em để cái cây thước, cái vạch số 12 này nè. Nó thẳng ngay cái tâm ô đó, cái điểm ô đó. Được chưa? Rồi các em vẽ lên. Ở đây thì y của mình á, thì nó không có giá trị cho nên cô vẽ hai ô thôi. Nhưng mà cô sẽ chấm một chấm. Rồi tiếp theo cô vẽ lên. Đó, vẽ lên. Đó, vẽ lên đúng. Như vậy thì ở đây cô vẽ 1, 2, 3, 4 thôi. Còn cái này cô vẽ dư một tí xíu để cô vẽ y. Rồi chưa? Như vậy thì mình cần bao nhiêu thì mình dùng bấy nhiêu thôi. Mình đừng có vẽ nhiều quá ha. Cái đồ thị của mình nó sẽ không có cân xứng, nó không có đẹp. Rồi tiếp theo nhé. Bây giờ mình sẽ vẽ cái này. Đầu tiên x bằng 0, y bằng 0 là đây ha. X bằng 1 nè. X bằng 1 nè. Y bằng 1. Thì dĩ nhiên y bằng 1 ở đây rồi. Các em để cái thước nè. Đúng không? Đó, rồi các em gạch ra mấy đơn vị? Gạch ra một đơn vị, đúng không nào? Rồi các em thả xuống. Thì ở đây các em cũng để đúng. Đó, rồi các em kéo ra. Để cái cây thước này nè. Đó, cho nó thẳng đứng lên. Nó không có bị méo em ha. Rồi, một điểm. Cái này cũng đối xứng qua. Đó. Thì các em nhìn thì các em nhìn cho kỹ trừ 1 với 1 nha. Còn cô thì tại vì cô biết nó đối xứng cho nên cô vẽ luôn. Đó, mình nhìn cho kỹ. Ở đây là x bằng trừ 1 thì y cũng bằng 1 đó. Rồi mình cũng để cho nó ngay cái vạch 12 nè. Rồi mình đẩy vô. Được chưa? Mình đẩy vô rồi mình kéo xuống. Đây mình được một điểm, 2 điểm rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ tiếp điểm 2, 4 và trừ 2, 4. X bằng 2, y bằng 4. 2 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4. Mình để số 4 đó nè. Được chưa? Mình cứ để thẳng các bạn. Tại vì mình lỡ nó cắt đồ thị thì như thế nào, cho nên mình sẽ để điền sau. Mình vẽ ra hai ô đúng không? Một ô, hai ô nè. Vì nó đối xứng mà em, cho nên mình làm vậy cho nó đỡ mất thời gian. Mà lỡ các em làm sai đồ thị á, các em vẽ ra các em hoảng lắm. Cho nên là cố gắng là vẽ cho đúng lần đầu luôn nhé. Rồi. Rồi thẳng nha. Rồi ở đây cũng vậy. Ok. Rồi. X bằng trừ 2 bằng 2. Cái này là số 4. Được chưa em?
Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng thước parabol để vẽ cái này các em nha. Thì nếu như bạn nào không có thước parabol thì chúng ta vẽ bằng bút chì, chúng ta tô lên các em ha, tô lên, vẽ từ từ tô lên cho nó đẹp, xong rồi chúng ta lấy bút mực chúng ta làm lại một lần nữa, rồi lấy cái gôm á, gôm bút chì lại. Tại vì trong bài thi của các em là không được vẽ hai màu mực, không được làm hai màu mực, cho nên là chỉ có đường tròn là các em được vẽ bằng bút chì thôi. Cho nên ở đây là chúng ta sẽ để cái thước parabol cho nó đi qua những cái điểm như thế này các em nhé. Cái gạch này, cái parabol nó sẽ có cái gạch này nè, đúng không? Nhưng mà ít khi nào mà nó đi qua cái gạch này lắm, cho nên chúng ta sẽ chỉnh, chúng ta phải để ngay rồi chúng ta chỉnh nè. Đó, chỉnh đến khi nào các em thấy nó đi qua ba điểm không, một điểm, hai điểm và ba điểm, thấy không? Đó, các em nhích lên tí xíu để cho nó đi qua cái nó không có bị chạm ở dưới đáy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ nha, vẽ lên cao cao một tí xíu chứ đừng có vẽ giống như cái lỗi lúc nãy của nó nha. Rồi tiếp theo các em lại để ngược lại, các em vẽ bên đây, thấy không? Để ngược lại vẽ bên đây, tại vì cái thước parabol thường nó không có đều đó các em, cho nên là nếu chúng ta vẽ được bên đây thì chúng ta sẽ dùng bên đây luôn, được chưa? Đấy. Rồi các em để chỉnh đó, khi nào mà nó đi qua được nè, 1, 2, 3 điểm nè, thì chúng ta sẽ vẽ. Bình thường thì cô sẽ để ngược quay tờ giấy, nhưng mà quay tờ giấy thì các em không có nhìn thấy rõ nên cô để như cô vẽ luôn. Rồi, như vậy là chúng ta xong cái parabol. Và các em ghi tên vào B, Y bằng X, X bình, được không nào? Tiếp theo nhé, chúng ta sẽ vẽ cái đường thẳng D. Cô cắt nè. Cô ghi xong cô để, nhưng mà cô thấy là nó chiếm chỗ quá, cho nên là cô cắt ra. X bằng 0, y bằng 2, như vậy là x bằng 0, y bằng 2 là 1 điểm nè. X bằng 2, y bằng 0, đây là 2 điểm. Các em không được vẽ như thế này, không có được vẽ ở đây nhé. Rồi, thả ra. Không có được vẽ như vậy nhé, thiếu nha, các em phải vẽ lên luôn. Đó, mình phải vẽ lên luôn, phải hai cái này, cái parabol và cái đường thẳng này nó phải cắt nhau luôn nhé. Đó, mình phải dư ra như vậy. Xong mình ghi vô đường thẳng là y, đường thẳng D đúng không? Y bằng trừ x cộng 2. Đó, như vậy là chúng ta xong cái parabol và cái đường thẳng. Nếu như mà bạn nào mà gần nhà mình á, đi hỏi nhà sách á, thì cô thấy nhà sách đa số là bán cái cây thước này nè, cho nên các em dùng nó rất là tiện. Chứ các em mà cứ vẽ như vậy vừa mất thời gian mà vừa xấu nữa. Cô chúc cho các em vẽ parabol ngày càng đẹp hơn. Chào tạm biệt các em, vì cái này các em dùng tới lớp 12 luôn nha. Dạ, bye bye.